Hội thảo khoa học luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, những vấn đề từ thực tiễn của chính quyền cấp cơ sở được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức vào đúng ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Dự hội thảo có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cải Vĩnh Tuấn cùng cả cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên địa bàn. Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2016. Luật được xây dựng nhằm đảm bảo chính quyền địa phương cả cấp hoạt động hiệu lực hiệu quả, hệ thống hành chính nhà nước thống nhất thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. Trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng, nhà trường luôn xác định đây là một luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam về tổ chức nhà nước, nơi những cán bộ công chức trong hệ thống chính trị cơ sở đang làm việc là đối tượng đào tạo trực tiếp của nhà trường. Cùng với việc phân tích làm rõ hơn những nội dung cơ bản của luật tổ chức chính quyền địa phương và những nội dung sửa đổi năm 2019, những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện luật này ở cấp cơ sở. Nhiều tham luận tại hội thảo cũng đi sâu phân tích về hệ thống chính trị ở cấp cơ sở để xây dựng chính quyền địa phương, đề xuất một số giải pháp xây dựng chính quyền địa phương, nhất là đối với cấp cơ sở. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ giúp Hội đồng Khoa học nhà trường có thêm nhiều thông tin, kiến thức, tư liệu cho quá trình nghiên cứu và phục vụ hoạt động đào tạo của nhà trường.